Sắp tới đây, những dự án sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao sẽ được kiểm soát đặc biệt theo đề án của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tránh tình trạng quá trình sản xuất gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và gây mất an ninh trật tự, bất an trong người dân. 16 loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao sẽ được kiểm soát gồm có luyện gang thép, nhiệt điện, khai thác khoáng sản kim loại có sử dụng hóa chất, sản xuất giấy, sản xuất xi măng, phân bón, thuộc da, lọc hóa dầu, chế biến thủy sản, xử lý chất thải. 16 nhóm ngành này sẽ được ngành tài nguyên môi trường kiểm soát đặc biệt với 6 nhiệm vụ chủ yếu từ ra soát báo cáo đánh giá tác động môi trường, ra soát đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đến xác lập chế độ giám sát đặc thù về môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường kỳ vọng với đề án kiểm soát đặc biệt này, tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do xả thải từ các nhà máy sẽ được kiểm soát và không để tái diễn tình trạng ô nhiễm điện rộng như vụ Formosa xả thải gây ô nhiễm vùng biển 4 tỉnh miền Trung.